mọi người, đây là cô Tân Tình mọi người, đây là tình hình của khu vực quanh hiện trường gần đây, khu vực chợ Đông Ba, vụ cướp tiệm vàng. Mình đến đây cập nhật cho mọi người. Ở đoạn nào đó bác? Đoạn cầu Gia Hội luôn à? Bên đó bên kia công an rất là nhiều luôn mọi người, không phân luồng cho không cho đi. Khu vực đây là khu vực cầu Trăng Tiên. Bây giờ mình đang đi tới khu vực hiện trường để xem như thế nào. Bây giờ còn rất là nhiều công an. Bắt được cho mô. Bắt vừa đông tình huống sơn nè. À, chạy về trình huống sơn. Đây đường Trần Hưng Đạo mọi người. Đây mình đang đi dần lên hướng đường Trần Hưng Đạo. Đây mọi người, đây là gần với lại hiện trường của tiệm vàng. À, chúng ta sẽ đi qua bên cái xem thử. Ở đây xe rất là đông luôn. Cúp tìm vàng nào chị? Vàng mình là Hoàng Đức. Hoàng Đức à? Đó, Hoàng Đức bên đó. À, Hoàng Đức bên đó hả? À, cúp tìm vàng Hoàng Đức bên mọi người. Giờ đang thực nghiệm lại cái hiện trường. Một.
Ngay trước cổng này thì có một cái sợi dây chuyền vàng nó còn đang mất ở trên cây phượng đó mọi người. Rồi, mình đến đây mình quay cho mọi người xem. Quay cái sợi dây chuyền vàng cho mọi người xem. Leo lên. Nhìn nơi xa. Đây sẽ đi những bạn này nó lắc 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 coi lắc này đó sẽ những bạn cái đây đập chưa đập chưa ngày trước chờ đồng ba đó mày nè chờ đồng ba.